Từ 50 triệu cái xe mua ấy. 50 dạ. Năm cái chán Phú Thọ của mình. Về này cũng chỉ muốn thì hai thôi à. Cũng không đúng chứ mà. Về lúc này ta giàu thật to. Xin cái trần xét mưa
bà ấy ở nhà sắm lấy cái xe cái sổ, tôi đành phải đi nhà pháp vụ thôi chú ạ. Bà chủ nhiệm ở các xã Măng Tây và như chú Mạnh chủ tịch hội